máy hết rồi. Ô, chiếc ghe nhìn quá nhỏ luôn á cô bác của anh chị, nó lùng tẹn luôn á. Đây là một cái công việc khá là thường xuyên đối với ông Tư, người đã có gắn bó gần 10 năm trên một cái chiếc ghe như thế này rồi. Vừa đồ đã vô tan nát chứ, rồi cô bác thấy vậy cho lại, rồi cái chìm nữa mất nữa cho lại đó. Tôi về sống linh linh như lục bình trôi mà nước nuôi vậy đó. Mấy chú qua ghe để là xin xét đó, mới khiếu thì nó cũng đầy nhóc rồi, làm sao tôi ngủ được đó. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái khu chợ khá là nổi tiếng ở miền Tây, đó là chợ Ngã Bảy. Cái khu chợ này thì gắn liền với một cái dòng sông chia làm 7 ngã. Đây là một cái dòng sông mà chắc có lẽ là cô bác quý anh chị mà ngày xưa đó thì sẽ nghe được một cái bài hát là Tình Anh Bán Chiếu. Thì hôm nay thì có dịp đi về đây để mà mua cho ông cụ, ông Tư một ít đồ cũng như là vật dụng phế liệu từ Đạt Đồng Tháp. Thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ về cái cuộc sống của người dân ngay tại chợ Ngã Bảy này cho cô bác quý anh chị xem luôn ha. Sáng nay thì vòng quanh chợ Ngã Bảy á, thì đang có thay mặt là Mạnh Thường Quân á, để mà mua hỗ trợ cho ông cụ một ít cái nhu yếu phẩm như là gạo, mì, nước tương, dầu ăn, thậm chí là cả bếp ga và điện thoại luôn mọi người. Ở đây là tỏi đồ chị bào sẵn hết hả chị? Ngon nghe ha, mua hộp vịt luôn nè. Ừ. Gạo, mì, nước tương, hộp vịt, dầu ăn, nước mắm, nước màu, bột ngọt, muối, đường. Đây là chai rửa chén với một con xà bông đó đã. Thôi xà bông thì có. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng một chợ một ít nữa quay cho cô bác anh chị biết về một cái khu chợ khá là nổi tiếng ngay tại tỉnh Hậu Giang này, đó là chợ Ngã Bảy. Cái này là khoai lùng ha. Khoai lùng là đặc sản của Hậu Giang luôn á. Củ lùng này là bao nhiêu một ký cơ? 40.000. Này ăn ngon lắm. Cái này là chuối hay con? Chuối gì? Mỏ gà hả? Mỏ quạ. Ô, cái chuối gì to dữ. Này bao nhiêu một trái vậy? 10.000. Cô có một cái chiếc xe đạp chạy đi bán, nhìn hay ghê á. Cảnh chợ Ngã Bảy này á, là mỗi một cô vậy là có một cái chiếc xe đạp. Dạ, có gì bán đó nè, này chuối nè. Chuối vườn luôn hả cô ha? Rau này rau vườn mình trồng luôn hả? Dạ, hay ghê á. Cô bán được nhiêu năm rồi? Bán biết nhiêu mà đó, tự biết bán tới giờ mấy chục năm. Mà trên cái chiếc xe đạp này thôi. Này là rau găm. Này là đọt lan, rau lan, rau cần, bông súng và chuối. Ở vườn có gì bán đấy. Dạ, dân miền Tây mà. Thôi đừng quay sáng quá, móng tay thúi hết trơn. Móng tay thúi. Ngày bán được nhiêu con? Chừng trăm hoài với chú á. Dạ. Thì dư không có đủ sống là mừng. Đủ sống là mừng rồi. Đồi đó là bao nhiêu một ký cơ? 80 ngàn. Lấy 1 kg hả Đạt ha? Lấy ra tặng 100 luôn. À. Rau đó là rau gì em? Rau tập tàn, rau diệu anh. Tập tàn với lại rau diệu ha. Càng cua nữa nè. Rồi đây bán đủ thứ anh ơi. Mà đa số là rau đồng không á. Anh đặt rau nào có rau đó. Đặt là có à. Ngày xưa là rau là bán mớ, bây giờ là bán ký luôn hả? Ngày xưa lúc trước là phân mớ bán. Giờ bán ký không hả? Ký bao nhiêu? 30 ngàn. Ngày xưa em nhớ có phân mớ bán đúng không? Anh nhớ là phân mớ bán. Bán được rau theo mớ. Đâu có nghĩa là mình phân thành từng mớ vậy hả? Cô này bán khoai lang. Ở đây là có khoai lang tím. Khoai lang gì nữa? Bùi. Đường, khoai lang đường. Chia ra bán. Cô với lại bạn này là hai mẹ con hay sao? Hai mẹ con. Này là trồng hay là mình lấy đi mình bán lại? Lấy đi bán lại. Lấy đi bán lại ha. Bán ký luôn hả cô? Bán ký. Ngon quá ha. Bây giờ cô là phải di chuyển đi. Còn em là phải ngồi tại chỗ. À. Hay ha. Quay vậy đó. Ông quay với em bà đó. Đó là mua đấy, quay đi em mua kìa. 2 giờ cũng đâu. Quay dạ. Không, con không ăn, con ăn sáng rồi. Dạ. Đúng quen này là ăn cái này nó ngon. Này là hình như là khoai cao. Khoai cao. Khoai cao, dạ. Không, con không ăn đâu. Con chia sẻ cho cô bác của anh chị thấy. Ở cái khu này thì giống như chợ Chòm Hổm á, nhìn nó cũng hay hay á mọi người. Ai có gì thì đem ra bán đó, phân theo lô nè, nhìn dễ thương ghê luôn á. Cô này bán cá sặc, tép. Ở đây rất là nhiều rau đồng ngon luôn. Ồ, này rau gì? Rau dền hả bà? Rau dền. Rau dền đỏ. Dạ, bà trồng hay là bà nó mọc dại? Dạ. Con ở xa, con không có ở đây. Bà đi mua bán lại ha. Bán lại con bó vậy là được nhiêu? 2.000 thôi. Nhưng mà thích đi chợ, đi chợ cho vui. Ồ vậy hả? Nhà bà ở đâu? Nhà bà ở Tứ Dư Ruộng, xa lắm, lộn đây tới 4 cây số, lơ bộ. Lơ bộ không hả? Mắt không thấy đường luôn. Ngày bán được nhiêu bà? Bữa nào bà lời được thì được 5-60 ngàn, còn bữa nào không thấy có 20-30 ơi, đồ lúc này bán áo gì đó. Rau cải thì bán có tiền. Cái này bà lấy lại luôn hả? Bà mua nè, bà mua bí đao rồi nè, cái này, muối rồi đó. Ừ. Bà cả nhà có con cái gì không? Có 2 đứa con mà nó mặc dương á. Tết này 7,2 tuổi này chứ rồi. 7,2 tuổi rồi con ơi, còn cái nữa khác nữa. Bán nhiêu năm rồi bà? Bà bán tới giờ lâu lắm rồi, bán lâu lắm, bà bán hai tay luôn kìa. Hai tay đen thừa lùi luôn, thúi luôn. Nước nó ăn rồi chứ người ta thấy người ta cho nước không cài xích này kia nữa chứ. Nước rau đó con, rồi cái tớp. À, tưới đó hả? Tưới sao đâu à? Tưới vậy nè, rồi con cái bắp rửa cái nó thấm cái mông nó ướt trước rồi nó ướt cô bác nó mua. Vậy đó hồi nó ăn cứ lên vậy đó, lộn con chút. Mấy lộn con chút là thương người ta. Đáng tiếc là Bùi Hồ đi vô đây thì chủ yếu là quay chợ cô bác anh chị chứ không có đem gì theo hết đó. Đây là cái dạ. Cá. Buôn lộn 4.000 bán 5.000. Để ta chọn đi con. Bán vậy ngày lời đủ ăn sáng không? Để cho ba ổn mày. Dạ. Có bệnh lên máu. Có giúp đỡ gì không? Bà lão bên đây nè bác. Cái này là chanh. Chanh này nhiêu như bán bọc có 10.000 này 10.000, 10.000 2 4 6 7. Sao mắc vậy? Nói chơi với bà thôi á, chứ đâu có đâu bán vậy cũng là ngồi mấy giờ mới về bà? 2 giờ rưỡi tới nhà, 2 giờ rồi. Bán hết này là được khoảng nhiêu tiền bầu bướp nè? Có vài chục ngàn rồi, coi 5-6 chục bán hết nó rồi, có bữa đi về thôi. Dạ. À, bán chuối nữa nè. Ai nãy chuối nhiêu tiền? Mua 2 lít chuối 12.000, bán 15.000. Nãy 15.000. Nãy là có 3. Ủa nãy nhiêu tiền? Nãy có 6.000 à? À, bán 15.000. Một nãy 15.000. Hai nãy 15.000. Gì túi hả? Ủa? 8.000 hả? Bán 8.000 hả? Ồ. Còn cái này bà? Bán 10.000. 10.000. Nãy chuối 7.000 thôi. 72 tuổi rồi. Tết này nó 72 còn. Sao nghỉ ăn Tết đi? Nghỉ không có tiền gán bán nữa kia, chục ngàn, 100 mấy 200 để cứu ông bà con nấu ăn cơm cứu ông bà có ăn. Ủa giờ dẹp về hay với bà? Dẹp về hay vậy? Không có chịu đưa bà dẹp về đen. Đen hết trơn. Cái này là bí đao. Này là dừa. Này là cà. Bà mua, bà bán cần lễ chưa được khu ra nhương trái. Mua có 5.000 nữa, 2 trái 15.000 rồi bưng bữa nay đứng cần. 2 trái này là được 7.000. mà bưng nặng, cái này nặng lắm. Con này đậu gồng 10.000, 20.000, được 4 bó được 40.000 nè. Đâu có hết đâu mà, đâu phải con bó mà làm nhiêu tiền không có vậy. Mua đồ bán vậy. Được rồi, ở đây ai cũng nói. Thôi bà nghỉ đi, bà ai ơi, bà nghỉ đi, bà về hưu để tiền mắt nó bệnh nào có tiền làm vậy nào. Đấy nó kéo mày không thấy, con này thì là trăm mà. Con này cũng như mỏ, mỏ rồi mà trăm à. Thấy con như đâu tỏ đã thấy tiền lọt hết trơn nè. Mắt này nè con, cái này kéo mày nó cả hơi con chơi. Này, con mua nè. Con mua hết trơn hả? Dạ, hết luôn. Mua hết, bà bỏ bọc cho con nha. Dạ. Bà bỏ bọc cho con hả? Thôi được rồi, con gửi cho bà uống thuốc. Thôi ha bà. Không, con không mua, con đi chơi thôi. Mua bà bọc cho con thiệt rồi. Không, không, con không lấy đâu, bà bán cho người khác đi, con nhà xa. Bán ngày là chỉ 40-50.000 thôi cô bác của anh chị. Cũng tội ghê. Ủa sao mà bán chuối mà lột bông súng? Trời vừa bán rau tình đàn anh nói khổ chết quay nào đó, anh đừng có quay phim mặt tôi nha. Đẹp lắm rồi. Tại khổ nè, đi hái rau này bán nè. Người đi hái rau này cũng bán nè, rau này cũng bán cái gì cũng chán chán. Tôi có chồng chưa? Chồng này có chồng rồi. À. Tiết mục này là tiết mục quay kiếm chồng. Vậy là quay qua đó. Được không bà? Hả? Tiết mục này tiết mục quay kiếm chồng. Ờ trời kiếm chồng cũng được đâu, không không kiếm chồng. Dạ. Chứ là sao? Hả? Chứ muốn quay thì sao? À quay bán thôi phải không? Chứ không có kiếm chồng. Còn giống nói chơi á. Dạ, vui mà. Dạ, đúng không? Ở dưới này là con sông Ngã Bảy đúng không mà? Ừ. Ở giá cho cháu nội giờ. Ra chợ là vui lắm. Dạ, bán được nhiều hay hết không quan trọng mà vui là chính à. Vui là được rồi. Bán cho cháu nội nhà. Dạ. Đúng dòm đâu. Này có vú sữa nữa nè. Trái vú sữa tím đúng không? Vú sữa này là vú sữa nhà chắc luôn á. Cái trái nó đâu có đúng kích cỡ đâu. Vú sữa nhà tự hái. Này bán ký luôn. Dạ. Dấu cái nhỏ xuống thì nó ngon lắm rồi, cái này biết sao nó hết rồi nó về. Dạ. Mấy ngày này giống như là hái đợt chốt. Đúng không gì? Bị lão, bị lão rồi. Cây nó lâu năm quá. $5.000 một bó rau. Rau lan. 5.000 ăn ngon luôn. Thích nhất là mấy cái này ăn với lại bánh xèo là hết sảy luôn á. Này lá cách này cặp với lại rau này ăn, ăn bánh xèo. Cái này là ăn chay với nước tương. Luộc ăn chay. Ra nước ngoài. Sao sao vậy nói sao? Qua đây không qua bển. Ra nước ngoài kiếm chồng. Dạ. Được không? Không. Sao vậy? Không chịu. Không chịu. Ở đây đi, sống ở đây đi, nó quen rồi. Gì chút bài. Đâu? Chị bán gì vậy? Ông táo, ông táo. À, chuẩn bị đón ông táo với trời ha. Vài bữa 23 tới rồi. À. Bà táo, có ông táo này, có bà táo nữa hả? Đủ mà, đủ bộ mà. Ông táo, bà táo đủ bộ, một sách của mình là đủ bộ. À. Hai ông một bà. Chị bán từ bữa mấy đến bữa mấy? Chị bán bữa 15. 15 bán. 15 mình đó. Ừ, chuẩn bị rồi. Là 19 mình. Đến đưa ông táo về trời là nghỉ. Là nghỉ. Không bán nữa. À, đông táo là chị bán tới bữa 23 hết. Còn mấy này thì bán tới đâu tới bữa 30 hết. Này là với tiền vàng mã. Không. Không phải. Dạ dội treo trên xe. Còn này liễn bùa dựng niêu á. À, bùa dựng niêu. Đó là mình trừ tại luôn đó. Treo chầu cao muối gạo đó. À. Đâu còn cái này cái gì? Này là dạ dội. Dạ dội là gì ta? Dạ dội ta treo trên trang của bà đến cô đến mẫu đó. À. Em cũng không gành lắm. Chị bán cái số. Bữa nay chuyển nghề. Chị không có, chị bán hết rồi. Rồi giờ bán thêm món này. Để cho bà con đón Tết. Ban đêm chị bán với số với đem theo này luôn, ai mua chị bán. Còn không mua thôi. Hát được không? Bán với số. Hả? Chị chưa biết hát. Chị hát giọng cổ được không? Không, giọng cổ không được, nhưng mà cũng như mình coi trong đây mình hát được mà giọng cổ không hay, nhạc nghe được. Xứ Hậu Giang mà hát giọng cổ là số 1 luôn á. Có anh chồng chị người ta còn giọng cổ được. Cái này là nhiêu? Cái này hả? Này chị bán vậy là ông bộ 10.000. 10.000. Hai ông một bà 10.000. Là tiễn ông táo giờ trời là tốn 10.000. 10.000. Còn của người ta bán. Còn này là xua đuổi tà ma. Đúng rồi, nó ta để trước cửa đó. À, sông nhà đầu năm ở miền Tây mình nó có bán cái gì? Nè, này ông cọp người ta trừ tà yêu đó. Còn này cũng bắt quái, cái lò bắt quái. Lò bắt quái để làm cái gì? Cũng treo lên đó. Nhưng mà chị biết nó làm cái gì không? Cái này để đó nó là bùa dương niêu, là em treo ở trước cửa. Dạ. Trước cửa thì có hình ông cọp là trừ tà yêu. Dạ. Còn này cái đó là về dội đặng ta treo dương trang đó, tại vì này có nón có vớ luôn nè. Rồi cảm ơn chị, chúc chị mua mai bán đất. Mai mốt được ra nước ngoài. Chị bán với số không mà. Chị bán với số không mà. Chị bán mấy ngày này cho hết rồi rồi quay lại bán với số đó. Dạ. Đoạn đường đi vô ông Tư cũng khá là khó khăn, nên các anh em phải nhờ một cái anh người dân địa phương ở đây thuê một cái chiếc ghe như thế này để dọc kiếm ông Tư. Từ sáng giờ thì cũng trông chờ để mà gặp ông Tư ngay tại vị trí cũ. Nhưng mà một số người nói thì ông Tư cũng đã di chuyển. Và đây là quần áo hả Đạt hả? Đây là quần áo cho ông Tư nè, hộp dịch nữa nè. Rồi cà phê, đường, nước tương, nước mắm, xà bông rửa chén, thịt heo khô, mì và thậm chí là có cả bếp ga đây. Tổng cộng nhiêu nè? 1.500.000 đồng cho những cái vật dụng cần dùng của ông Tư. Thì thôi bây giờ cũng các anh em cũng sẽ đi ha. Miền Tây trước đây á, từ năm 2000 trở về trước thì khi mà đường xá chưa thuận lợi thì việc di chuyển bằng những cái chiếc vỏ lãi, những cái chiếc ghe, những cái chiếc xuồng tự đóng là một cái điều gì đó nó rất là bình thường. Nhưng hiện nay có tuyến đường quốc lộ 1A thì đường quốc lộ đã được thông thương, và việc mà chèo những cái chiếc xuồng hay là những cái chiếc ghe như thế này á thì đối với thời buổi như bây giờ thì nó cũng khá là hiếm. Chỉ còn một số tỉnh như là chợ nổi Cái Răng của Cần Thơ nè, hoặc là chợ nổi Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang, hoặc là một số ngõ ngách trong tất cả các con tinh kinh ở ngay tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng như thế này. Và đây là những cái ngôi nhà mà của bà con người ta sẽ cắt cạnh một cái tuyến đường, và một cái ở đằng sau nhà nó luôn phải có cặp cái sông như thế này. Và đây là một cái tập quán bao đời nay của người dân sống ở miền sông nước. Đây có lẽ là một cái thước phim đáng nhớ vào những ngày cuối năm như thế này. Khoảng hơn 200 mét di chuyển bằng đường thủy từ vị trí ông Tư đến đây thì các anh em đã vướng phải một cái trận mưa cũng khá là lớn. Và hiện nay cái nơi mà các anh em đang đứng trú mưa đó là dưới một cái sàn nhà của người dân địa phương. Và ông Tư theo anh lái tàu, anh chia sẻ rằng thì ông Tư cứ thả trôi dài dài xuống, cái con nước mà nó trôi lên thì ông Tư sẽ thả lên, và con nước nó trôi xuống thì ông Tư sẽ thả xuống. Với một cái tuổi cao sức yếu thì lợi dụng con nước lên xuống để mà ông Tư có thể vớt được nhiều ve chai hơn. Hôm nay là một cái hành trình khá là vất vả của các anh em để chia sẻ cho cô bác quý anh chị hiểu thêm về cái cuộc sống của người dân ở miền Tây nói chung và người dân ở huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Và bây giờ thời tiết cũng đã tạnh rồi, mà cô bác quý anh chị cùng theo các anh em ha. Anh lái này được bao nhiêu năm rồi? Hả? Mười mấy năm rồi. Chiếc xuồng này là bao nhiêu tiền anh? 3 triệu. 3 triệu hả? Rồi xuống để thôi té. Mưa nữa rồi. Dạ. Con chưa thấy mà bây giờ trời đang mưa rồi. Có một cái tín hiệu đáng mừng là nhìn từ xa thì mình thấy được cái chiếc ghe của ông Tư rồi cô bác quý anh chị ơi. Để thấy được chiếc ghe này thì cái anh mưa tới nữa. Ướt người như con chuột lột luôn. Ướt máy hết rồi. Ô, chiếc ghe nhìn quá nhỏ luôn á cô bác quý anh chị, nó lùng tẹn luôn á. Rồi chắc ui. Ông Tư buổi chiều có đi nhạc không? Có. Có hả? Rồi tối bơi về đậu ngay chỗ đó luôn. Rồi sáng là mới xuống đây để đi vớt nữa, vớt được có mấy chai rồi. Dạ. Hả? Ông Tư mới xuống đây sáng giờ đó là đậu ở đây, hồi tối ông Tư ngủ. Tối ngủ chảnh á. Hồi sớm giờ mưa có tạt không? Tụi con đi mắc mưa quá trời luôn á. Nó không tạt nhưng mà mấy cháu là bị mưa là chú cũng buồn lắm. Nhưng mà biết mới sao mà buồn, biết mới sao mà tạt không tạt. Đó, dầu cho nó có dột ha, nó không dột ha, nó tạt không tạt thì sập này xuống. Mà này giờ nó cũng rách nát ra nó rồi, nhưng mà nó đỡ thôi. Ông Tư có thường đi xuống cái con sông này không? Đi xuống đây không? Không, xuống hút chứ luôn mà ông Tư đậu đây là thường. Ông Tư thường đậu đây ha? Bởi vì đây đó nghịch nước rồi. À. Nó ai chảnh xuống ở đây, đây giáp nước mà. Đó. Ông đó xuống tới đây rồi cái đầu nghịch nước, về không được. Thì đậu ở đây ngủ rồi đậu bên đó đó. Sáng giờ ông Tư ăn cái gì rồi? Chưa ăn gì chứ. Chưa nấu cơm ăn luôn? Chưa. Nè chú thấy đó, lượng tượng nhiều ha. Đó mà nước nè bắt đầu có vô nhóc nè. Đó đâu 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 dở lên nè. Cái xuồng chú cũng đã lỗ vô nước. Khoảng hơn tắt nước à? Đúng rồi. Đó. Hôm nay mấy con tới đây nè cũng báo cho ông Tư cái tin vui. Dạ. Cũng được cô Mạnh Thường Quân, cô Tâm Nguyễn ở Mỹ cũng hỗ trợ cho ông Tư là 4,3 triệu. Thì cô có nhờ con đi mua cho ông Tư một số đồ giặt giũ yếu phẩm á chú Tư. Thì chúc con đưa lên cho ông Tư xem. Chắc cái bếp ga của ông Tư đâu rồi, cho con mượn xem với. Đúng rồi đi, hôm qua cái chú cũng có thấy đâu rõ ràng. Đó, giờ bật lên chú... hết được không Tư? Ông Tư bật lên coi giùm con ơi. Mấy chú bật được tôi mới sợ đó. Nó xét hết rồi. Nó xét hết rồi, xài hiểm lắm. Bếp này cũng cổ lắm rồi, cũng từ người... Thì cũng chú Mười ở đây cũng quen biết đô đậu đây, nghịch nước đô đậu đây ngủ với chú Mười này cho nè. Cái đó hư rồi, thôi giờ con đổi cho ông Tư một cái mới nè. Dạ. Ông Tư khui giùm con, ông Tư thử luôn coi, ta có tài tặng chai ga mới luôn không Tư? Dạ. Cảm ơn mấy cũ vô trong đi, cái ông Tư thử cái bếp đó rồi. Cảm ơn mấy chú nhiều, nhưng mà nói thiệt không lẽ tôi ngồi tôi khóc hoài. Những càng tốt luôn đó anh Tư. Dạ. Bây giờ cái vỏ vô xong luôn đi. Đó. Có chai ga sẵn trong Tư sữa là dùm con tại con đeo. Dạ, dạ. Tôi Hiệp với chú quan tâm đến tôi cảm ơn. Trưa ngày. Xúc động với ông Tư. Xúc động luôn chú. À. Có gì ông Tư cứ nói đi tụi con nghe nè. Ông mặt lên ha chú Tư. Dạ. Sao xúc động Tư cứ nói đi tụi con nghe nè. Xúc động do cô bác và chú bác bên Mạnh Thường Quân, hay nữa là bên các cô bác chú bác ở là tỉnh này tỉnh họ có lòng hảo tâm để cho các chú lo được cho tôi. Tôi cũng xúc động đau đớn. Cảm ơn cả cô bác và con cháu là chú bác ông bà. Thằng xúc động là vui đúng không? À. Vui gì được gần cuối đời được rất là nhiều người được quan tâm, hãnh diện có mấy chú được quan tâm chứ cô bác quan tâm. Còn nghĩ đến tuổi đời của tôi còn lại giây phút cuối cùng đó. Tôi cảm ơn. Mừng quá ông, mừng quá khóc luôn. Ông Tư nếu như mà mọi người chung tay nhau mua cho ông Tư một chiếc ghe ngày mai. Tôi vui nữa thiệt. Có chừng tôi buồn rồi tôi gây tự tôi chết. Nói thẳng tôi quá mừng luôn. Nói sự cho mấy chú. Đó về chú thấy đó ghe nước nâu vậy đó làm sao ngủ được. Đó bây giờ nó một mát hết trơn. Đó. Dạ. Bây giờ thôi ông Tư thử chiếc ghe đi, thử cái bếp ga đi ông Tư. Rồi trái cái đó gọi ông Tư bật. À chú ơi, nhận lửa gà xuống. Rồi trái ok á. Nóng rồi chú Tư, nóng rồi. Rồi cái đó là món quà thứ nhất, còn cái này con cũng thay mặt cho cô Tâm Nguyễn ở Mỹ cũng mua cho ông thêm một số đồ mà nhu yếu phẩm mình ăn này á chú Tư. Ông Tư có nước rửa chén nữa nè ông Tư. Dạ. Ông Tư coi lấy ra coi đi ông Tư. Mình lấy ra từ từ đi chú. Để cho chú lấy cái bản ảnh của mấy cô ở Việt Kiều tặng quà cho chú phải không? Dạ. Đó. Gồm có nước mắm, nước tương, đường, bột ngọt, muối, dạ, dầu ăn, tỏi. Dạ. Rồi cái chai kia là chai gì nè? Nước màu. Cà phê gói đó, thường thường tôi có uống cà phê gói không? Có tiền đâu mua mà uống. Đó, con mua trong Tư một bịch cà phê luôn. Này là khô. Còn đây là khô cá sặc bỏi. Khô cá sặc để mình ăn hàng ngày á chú Tư. Thêm thùng mì nữa nè. Dạ. Đó. Lũ cũ hết rồi. Nhiều lắm, con mua nhiều lắm. Còn thịt heo nữa. Để lấy cái niềm tin của cô bác rồi mấy chú để nữa, em Tư. Đó, để lo thêm một chục hộp vịt lộn để mình kho trứng mình ăn hàng ngày. Mà nãy con lỡ để nó cắn nó bể hết mấy trứng nữa ông Tư sàn lại giùm con nha. Uống chao. Chưa hết nữa Đạt ơi. Còn quần áo nữa chú Tư ơi. Dạ. Thùng mì cô Mi nè. Dạ. Bây giờ thùng mì vô trong cho cô dùm con cũng được nữa. Không để đây cho chú quay đâu gọn gàng để cho cô bác ra có tặng cái gì đó để cho cô bác ra hài lòng. Rồi con mua cho ông thêm vài cái áo với vài cái quần. Dạ. Dạ. Coi chút một chút đi, cái con lấy sim con gắn vô dùm cho ông Tư coi đặng. Dạ. Coi còn tiền không, liên lạc coi được không. Dạ. Tiệm nãy con cũng thử rồi. Dạ. À, điện thoại đó giống điện thoại cũ ông Tư không? Bàn phím bự vậy bấm. Đúng. Nó cũng giống như mà nó hơi khác chút. Nó hơi đẹp hơn. Dạ. Được. Nó hơi đẹp hơn chút. Cảm ơn các cháu. Chìm không Tư? Đúng. Có chìm không? Nếu chìm không biết. Chìm thì nói chưa chìm. Con biết con đi xuống. Chú ghe này ra xếp giùm chú. ngập nước kêu vậy đó. Rồi hỏi chứ mới chút xíu vậy đó, rồi làm sao ngủ ghê vậy được mấy chú. Ở đây con coi con tư nước nó sâu không? Ô sâu ghê ha. Có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ dưới này nè. Dạ. Ông Tư phải tác. Dạ. Đây là một cái công việc khá là thường xuyên đối với ông Tư. Người đã có gắn bó gần 10 năm trên một cái chiếc ghe như thế này rồi. Và cái tình cảnh hiện tại á, là cái chiếc ghe của ông Tư nó gần như là một nát hết. Nếu như sử dụng được nữa thì khoảng chừng 1 tháng nữa thôi thì nó sẽ trở thành là một đống củi mục. Có những đêm á, ông Tư phải tác 2-3 lần, thậm chí ông Tư có chia sẻ rằng có những đêm nó gần như chìm hả ông Tư hả? Chìm ở đây một lần có mấy chú cô bác đây cũng biết, rồi chìm ở nhiều chỗ cũng 3-4 lần rồi. Và ngày hôm nay á, vậy đó, thì để cho cô bác quý anh chị thấy luôn về cái tình cảnh tát nước của ông Tư, cũng như là được Đạt Đồng Tháp có được Mạnh Thường Quân hỗ trợ một số nhu yếu phẩm cũng như là các vật dụng cần thiết cho ông Tư có được một cái cuộc sống tốt hơn ở trên cái sông nước này. Thì và đoạn video clip tiếp theo á, thì các anh em sẽ cố gắng nhờ Mạnh Thường Quân hỗ trợ, kết nối Mạnh Thường Quân để mà mua cho ông Tư một cái chiếc ghe khác, nó sẽ tươm tất hơn và sẽ mới mẻ hơn để cho giúp ông Tư có thể đi một cách an toàn hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau. Tôi nói thiệt với mấy chú thằng ông Tư nói gì? Ghe cổ tôi vậy, đời của tôi về sống linh đinh như lục bình trôi mà nước nôi vậy đó. Mấy chú qua ghe để là xem xét đó, mới khiếu thì nó cũng đầy nhóc rồi, làm sao tôi ngủ được đó.